Mai giống như mẹ của anh. Ừ? Từ dốc dáng đến tính cách. Gì vô lý vậy trời? Ủa, anh đang tìm người yêu hay là anh đang đi tìm mẹ? Ờ, anh cũng không biết tại sao. Có thể là mẹ của anh mất sớm, cho nên là bây giờ anh cảm thấy mẹ của anh là chuẩn mực của người phụ nữ. Chính vì điều đó, khi mà anh nhìn thấy Mai, anh cảm thấy Mai giống như mẹ anh, và anh cảm thấy an toàn với những thứ thân thuộc. Nói như vậy á, là anh đâu có yêu Mai đâu. Mà cái này á, cái mà anh đang nói, nó giống như là ảo ảnh của một người thân ở trong đầu của anh thôi. Thì cứ cho là như vậy đi. Ủa, giờ này mà ai còn tới nữa? Em ngồi đây nha, đừng đi đâu hết. Để anh ra coi ai vậy. Dạ. Ủa, sao em tới mà không báo cho em biết trước? Con nhỏ này thiệt tình, sao lại bỏ vậy ở đây chứ? Ờ, có chuyện gì vậy em? Bộ anh có chuyện gì giấu em hả? Hả? Không có. Ờ, chị họ của anh mới từ nước ngoài về chơi. Ủa, mọi khi anh sẽ mời em vô nhà mà sao bữa nay anh không muốn cho em vô hả? Ờ, hồi nãy anh có ghé nhà trọ của em, thấy em đang vui với người ta quá, anh nghĩ là chắc em không thích ở đây. Anh có ghé hả? Ừ. Không vô nhà nói chuyện thì đứng đây nói chuyện cũng được. Cái vụ sầu riêng á, anh biết rõ ràng nó là hàng kém chất lượng, sao anh vẫn còn cho nhập vậy hả? Chuyện đó giải quyết xong rồi mà, em nhắc lại làm gì nữa? Nhưng mà cái em nhận được á, là anh đã đổ hết trách nhiệm cho người khác. Vậy không lẽ bây giờ em muốn anh nói hết cho bạn dân thiên hạ biết, rồi họ cười vô mặt anh à? Mình làm sai thì mình nhận sai, có gì đâu anh. Em à, em phải hiểu cho anh, tất cả mọi chuyện anh làm á là do anh đặt niềm tin sai chỗ. Anh cũng chỉ muốn tốt cho bà con thôi, nhưng mà không ngờ cớ sự lại như vậy. Thật ra em thấy anh đang bao biện cho hành động sai trái của mình thì đúng hơn. Anh vốn đã có rất là nhiều sự lựa chọn, và anh cũng có rất nhiều thời gian để cân nhắc. Nhưng mà cuối cùng anh cũng chọn lựa lừa dối khách hàng và lừa dối nhà vườn. Chưa kể anh làm ảnh hưởng rất là nhiều người trong cửa hàng nữa. Hôm nay em tới đây chỉ để chất vấn anh về chuyện này thôi, có đúng không? Bởi vì em không nói ở cửa hàng được, cho nên em mới tới đây gặp riêng anh để hỏi rõ. Nhưng mà hình như anh không có muốn trả lời câu hỏi của em, vậy ra em làm phiền anh rồi. Cái này em gửi lại anh. Em làm vậy là có ý gì? Em đã thể hiện rõ ràng rồi, anh hiểu sao thì tùy anh. Anh giữ giùm em đi. Mai à, Mai, sao em lại đối xử với anh như vậy? Mai à, em không thể để chuyện công việc xen vào chuyện tình cảm được. Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Em suy nghĩ kỹ rồi. Khoảng thời gian mà chúng ta cho nhau để tìm hiểu, em thấy chúng ta không có điểm chung nào hết. Em thấy em cũng không thể bắt anh vì thương em, vì lo cho em mà cố tình cố gắng để yêu thương bé bơ. Thêm nữa là có rất là nhiều chuyện khuất tất, chuyện sai trái mà anh đã làm sau lưng em. Không phải là em không biết, mà là vì em không muốn nói thôi. Anh có biết trong tình cảm cần nhất là gì không? Lòng tin đó. Nhưng mà thứ đó em không tìm thấy ở anh. Mai à, Mai, Mai. Mai à, nghe anh nói nè. Từ đó tới giờ anh không biết cách quan tâm trẻ con, nên cái lúc vụng về, anh xin thề sẽ cố gắng hòa hợp với bé bơ nhiều hơn. Còn chuyện em bị cướp giật ở rừng cao su thì sao? Anh Phúc à, em đã cố gắng cho qua và hy vọng tìm ở anh sự chân thành,
Nhưng mà bé Bơ là giới hạn cuối cùng của em. Anh vượt qua giới hạn đó rồi, thì em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi. Em tin là anh sẽ tìm được một người xứng đáng và phù hợp hơn. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.